được bình chọn và lựa chọn từ các cơ sở hội trong toàn tỉnh để tham dự liên hoan tỉnh đội đoàn trưởng thanh niên tiêu biểu và kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày hôm nay. Kính thưa tất cả anh chị, trước tiên thì thay mặt cho ban tổ chức cũng như ban thường vụ tỉnh đoàn, chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và chào đón tất cả các anh chị về tham dự liên hoan lần này. Đây là một cái hoạt động mà nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và chào mừng đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 10. Lần này thì ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh với mong muốn là tạo một cái sân chơi, tạo cái cơ hội cho tất cả các anh chị cán bộ hội từ các cái địa bàn, từ các địa phương, từ các cơ sở hội trong toàn tỉnh có một cái hoạt động giao lưu hết sức là bổ ích, vui vẻ, để qua đó chúng ta tăng cường cái sự liên kết giữa các cơ sở hội với nhau để chúng ta tạo nên những cái sức mạnh tốt để mà thi đua, thúc đẩy các cuộc vận động, các phong trào thi đua của hội trong những năm đến ngày càng phát triển tốt hơn. Và thông qua cái hoạt động này thì chúng ta cũng lựa chọn, biểu dương, tôn vinh những anh chị cán bộ hội xuất sắc. Từ đó chúng ta sẽ cổ vũ, động viên, góp phần thúc đẩy công tác hội của mình cũng như là bồi dưỡng những cái hạt nhân tiêu biểu trong các hoạt động hội để đưa cái công tác hội, phong trào của hội ngày một phát triển vững chắc. Kính thưa các anh chị, thì liên hoan lần này thì chúng ta sẽ diễn ra một ngày với những cái nội dung mà đại diện ban tổ chức cũng đã thông báo cho các anh chị là chúng ta sẽ có, để qua đó chúng ta sẽ tăng cường bồi dưỡng những cái kỹ năng cho các anh chị cũng như là tạo cái môi trường để cho các anh chị chúng ta giao lưu học hỏi lẫn nhau. Sau đó buổi chiều nay thì chúng ta sẽ tổ chức cái diễn đàn với chủ đề có sự sắp xếp các tiết mục biểu diễn chiều nay thôi ạ. Chưa diễn à.